Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở lượt đấu cuối vòng loại thứ hai Olympic 2024. Đây cũng là lần cuối ông Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trước khi hết hợp đồng. Huỳnh Như và đồng đội khó giành chiến thắng khi đối thủ quá mạnh. Nhật Bản là đội tuyển bóng đá nữ số 1 châu Á và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi vị trí của đội tuyển Việt Nam là 34. Ở ASEAN 19, Nhật Bản không dùng lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn giành huy chương vàng. Sau hai lượt đầu tiên, đội tuyển Nhật Bản toàn thắng với ngôi đầu bảng C. Đội tuyển nữ Việt Nam và Uzbekistan có cùng 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đứng trên nhờ chỉ số phút tốt hơn. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam rất ít cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Thất bại trước Uzbekistan khiến Huỳnh Như và đồng đội gặp bất lợi. Nếu muốn giữ được vị trí nhì bảng, đội tuyển nữ Việt Nam phải có điểm trước Nhật Bản. Điều này rất khó xảy ra. Chênh lệch trình độ giữa hai đội là quá lớn. Ở ASEAN 19, đội tuyển Nhật Bản cử đội hình 2 nhưng dễ dàng đánh bại đội tuyển Việt Nam 7 bàn không gỡ. Ở vòng loại Olympic 2024, họ sử dụng đội hình tốt nhất nên độ khó của thử thách này càng lớn hơn. Trước đối thủ vượt tầm, đội tuyển Việt Nam hướng tới kết quả tốt nhất có thể. Món quà chia tay huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là màn trình diễn hết khả năng bằng tinh thần quyết tâm của Huỳnh Như và đồng đội. Đội tuyển nữ Nhật Bản trình diễn phong độ ấn tượng từ World Cup 2023 đến nay. Họ chỉ thua duy nhất một trận là cuộc đối đầu với Thụy Điển. Sau giải đấu này, đội bóng của xứ sở mặt trời mọc thi đấu thêm 9 trận và hầu như đều là những chiến thắng đậm. Họ ghi tới 56 bàn thắng và trận duy nhất các cầu thủ nữ Nhật Bản ghi dưới 4 bàn là chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan mới đây. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam sa sút từ sau World Cup 2023. Thầy trò ông Mai Đức Chung bị loại sớm ở ASEAN 19, thua Uzbekistan ở trận ra quân vòng loại thứ hai Olympic 2024 trước khi thắng Ấn Độ với tỷ số 3-1. Đội tuyển Nhật Bản có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam chưa chắc có sự phục vụ của Trần Thị Thu Thảo do chấn thương.